It's another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Mình nghe thì hiện tại đây là shop shop bình mình này, thì không chỉ có ba lô mà mình còn về được ba lô này em ạ. Đây, đó, ba lô thật ra đi chơi rất đẹp luôn, cả chơi đi học hay là đi dạo phố rất đẹp. Đó, không chỉ ba lô này mình còn về được mẫu ba lô này đâu. Đấy, còn mình về hai màu, thì là màu xám và màu đen, đó nhỉ. Đấy, cái này chơi đi học và đi dạo phố rất là tuyệt vời. Ok, thì anh xin anh em dịp dây là... Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay anh em ạ, là mình lại được kéo dậy sớm. Nên sớm nay là đi ăn sáng và đi sự kiện anh em ạ. Đó chính là hôm nay bên kia có tổ chức sinh nhật off team ấy. Nên hôm nay anh em đến đông lắm, hôm nay anh em là tập trung chung sự kiện đi. Giờ mình sẽ để máy nhé. Để thử phát máy được không? Hay ồn thì rất dài. Sáng sớm là bên cạnh có hàng phở anh à, dắt xe đề máy nó phải có ý thức tí anh em ạ. Không oánh nó thì bỏ xử. Đề máy nào. Chưa đến nó chê rồi, chưa xuống xe được cái mông nó chê rồi. Nó chốt xe ông như này ông nói
em vừa đi vào cái quán phở đấy nhưng mà đông quá, té luôn. Bây giờ bên nào kem mô tôi các bạn, bây giờ đang tổ chức bên trao giải những xe nào mà độ kinh khủng nhất. Đây rất là nhiều giờ một luôn các bạn. Vâng, rất mong mọi người xuống dưới sân khấu và để cùng chung vui với buổi lễ ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Toàn xe độ tiền tỷ thôi anh ạ. Mình là không có cửa, không có cửa chui vào đấy luôn. Nó hỏng. Hay giả. Nào người ta đuổi mình không biết kia ngồi kìa. Anh em, ví dụ anh 30 năm rồi mới được gặp. 30 năm rồi. Anh em được 3 năm rồi. Còn 2 ạ, còn 2-3 năm nữa. Em ăn xem ví dụ của anh. Ok, anh đang đi về. Em trẻ thôi, em mới dậy thì. Mới lớn mà. Anh thôi, em phải đi 1. Anh phải đi 1 á. Mới dậy thì mà. Thì cháu ấy không phải em. Thôi em thôi. Em thôi. Đúng là phải có những giám khảo có chuyên môn và những con mắt nhìn nhận kỹ thuật. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mỗi vài anh em chúng ta ở đây thì sẽ đều có một cái gu thẩm mỹ riêng. Và xin mời các YouTuber tác nghiệp ạ. Vâng, có một YouTuber đang hỏi có bị bản quyền hay không ạ? Cảm ơn nhá. Quá. Đấy, anh em chọn con nào nhỉ? Con Ducati Panigale 959 này cũng kinh khủng rồi. Anh chọn con nào? Hả? Anh chọn con nào? Chưa chọn à? Khó quá nhỉ? Con nào cũng đẹp. Hòm phiếu của chúng ta V4. À, vâng. V4. Con này thì là em nghĩ là khó thoát khỏi ba con này đấy. Ba con này kinh khủng đấy anh em ạ. Phun đồ luôn. Đang đi xem những xe nào đẹp. Đứng chọn. Em chọn xe 03. Bán xe mà. Mọi người chú ý, phiếu của chúng ta sẽ điểm ra xe theo thứ, mỗi xe đều có các số mà mọi người sẽ điền theo thứ tự nhất nhì ba nhé. Cái thứ tự. Thôi vào nữa thì mình nghĩ là tầm tỷ. Sáu nửa giá lên. Chủ nhân vừa thu đâu bo đấy các bạn. 600 tiền đồ chơi nữa. Thế là đã xem rồi. Anh ra bỏ luôn tao mày. Mình kết hai con này các bạn. Mình kết hai con cá này. Em chủ xe bảo 500 triệu hơn 5 triệu tiền độ ấy. Trông con này giống kiểu xe đuôi nhỉ. Cái này là cái màu tem nó ấy. Kinh khủng. Có bồ xanh lè. Anh Titan. Lau cái dãi đi.
sai bét nhỉ, bán sai bét đúng không? Xin bia tí á, xin bia, xin bia. Đây là đồ à? Anh Tuấn ạ, tí á, xin bia. Ước. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you... Có được 13 trên 225 lá phiếu, bình chọn quy ra thang điểm 10 là 0.57, số 6, bạn Đinh Huy. Và cũng đang tiến hành đưa chiếc sản phẩm này lên sân khấu để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng. Và em hy vọng là tương lai tới thì chúng ta sẽ còn nhiều những chương trình như này để tất cả anh em biker cùng có cơ hội để giao lưu với nhau và phát triển cộng đồng biker lớn mạnh, không chỉ ở miền Bắc mà ở trên cả đất nước Việt Nam nữa. Và chúc bạn là sẽ có những cái bản cải tiến còn đẹp hơn trong tương lai. Vâng, cảm ơn bạn. Việt Nam thôi, giờ về thôi. Không, anh không ăn đâu, anh đi cùng thôi. Đi cùng à? Ừ. Em chạy rồi. Khỏe không?